Đây đường bê tông thì hết à? Đồi này nó không phải. Đó, cũng có chỗ dốc chỗ phải. Đi được không? Đi là hết. Nặng này, sức xe, mày, sức xe. Nặng quá. Đây là của chú từ đây nhé. À, từ đây. Từ cái bờ rào kia. Vâng, vâng. Mà vào đến trong khe kia. Vâng. Đấy, trong khe kia. À, đây ạ. Từ cái khe này đến đây, bờ rào kia. Rồi, xong đi vào trong này thì nó mới là rộng. À. Ngoài này nó chỉ là cái le ra thôi. Nó thò ra đấy thôi. Thế là nhìn ra bên phía này cũng bị rất là mát. Ở đây là thị trấn thì có xíu thôi. Đây thuộc thị trấn rồi, đất thị trấn rồi đúng không? Nói là đây nếu như vợ tao mà không nhảy được tóc lên ruốc nát thì tao bán 300 mẹ.